Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin giá hơi sáng ngày thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, giá hơi theo cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay tiếp tục có xuống giảm mạnh tại thị trường miền Nam, có những địa phương giảm đến 4.000 đồng trên 1 kg. Và hiện nay thị trường miền Nam đang giao động mức giá phổ biến 68 cho đến 73.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với thị trường miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay có những diễn biến trái chiều. Một số địa phương có xuống tăng, đặc biệt là Thanh Hóa và Nghệ An tăng 1.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương này tuy có xuống tăng nhưng vẫn chỉ giao động mức giá quanh 65 cho đến 66.000 đồng là cao nhất. Bên cạnh đó có hai địa phương có xuống giảm rất là sâu, đó là Bình Định và tỉnh Đắk Lắk giảm đến 4.000 đồng trên 1 kg. Và các địa phương này lần lượt đang có mức giá giao động 67 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh còn lại ở thị trường miền Trung và Tây Nguyên vẫn đang giữ mức giá ổn định như ngày hôm qua, vẫn đang giao động mức giá 68 cho đến 72.000 đồng trên 1 kg, tùy thuộc vào từng địa phương và tùy thuộc vào chất lượng của từng loại heo. Còn đối với thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay có xuống tăng nhẹ rải rác ở một số địa phương như Vĩnh Phúc tăng 1.000 đồng, Hà Nam tăng 1.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương khác hầu như không có sự thay đổi nhiều. Hiện nay vẫn đang giao động phổ biến 63 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Đặc biệt một số địa phương như Hưng Yên, Thái Bình đang là những địa phương có mức giá cao ở thị trường miền Bắc hiện nay. Trong khi đó các địa phương như Lào Cai, Phú Thọ hay là Tuyên Quang đang có mức giá giao động 64 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg trong sáng ngày hôm nay. Và đặc biệt theo ghi nhận trong ngày hôm nay tại khu vực miền Trung, nhiều tỉnh, nhiều địa phương dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát trở lại, khiến phải tiêu hủy rất là nhiều so với đầu năm. Và theo ghi nhận tại Hà Tĩnh, sau hai trận lũ liên tiếp, dịch tả lợn châu Phi đã tái phát trở lại. Và đáng lo ngại hơn nữa là hai lần tái phát này với số lượng heo phải tiêu hủy nhiều hơn so với đầu năm vừa qua. Cho đến thời điểm này, các cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy 55 con heo bị dịch tả lợn châu Phi. Và điều đáng nói, khu vực xảy ra dịch nằm cạnh các trang trại lớn trên địa bàn tỉnh. Do đó, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp để có thể dập dịch kịp thời. Và theo Chi cục Thú y và Chăn nuôi tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nguyên nhân dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch tả lợn châu Phi trở lại là do sau khi dịch được kiểm soát tương đối tốt, người chăn nuôi tổ chức tái đàn nhiều, số hộ chăn nuôi heo hơi cũng tăng cao nên việc kiểm soát khó khăn hơn rất nhiều. Và đặc biệt, sau các đợt mưa lũ, môi trường chăn nuôi bị ô nhiễm nặng nề, cùng với diễn biến dịch phức tạp ở các địa phương khác trên cả nước khiến nguy cơ lây lan trên diện rộng là rất cao. Và trong ngày hôm nay ở Hà Tĩnh cũng đang có xuống giảm đến 2.000 đồng trên 1 kg. Bên cạnh đó, trên địa bàn xã Phong Phú của huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, dịch tả lợn châu Phi cũng đã bùng phát trở lại tại 5 trên 14 xóm, số lượng heo ốm phải tiêu hủy là 42 con, trọng lượng hơn 3 tấn. Và cụ thể giá hơi trong buổi sáng ngày hôm nay được cập nhật như sau. Trước tiên đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam, trong ngày hôm nay các tỉnh ở thị trường miền Nam có xu hướng giảm mạnh, có những địa phương giảm đến 4.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể như Bình Phước trong ngày hôm nay giảm 1.000 đồng về mức 71.000 đồng trên 1 kg, Đồng Nai giảm 2.000 đồng giao động mức giá 69 cho đến 70.000 đồng trong sáng ngày hôm nay. Các địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và tỉnh Tây Ninh vẫn đang giữ mức giá khá ổn định, giao động 70 cho đến 72.000 đồng trên 1 kg. Trong ngày hôm nay, tỉnh Vũng Tàu có xu hướng giảm rất sâu, giảm 4.000 đồng trên 1 kg, hiện nay về mức 69 cho đến 70.000 đồng. Long An giao động mức giá 69.000 đồng khi giảm 3.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Đồng Tháp trong ngày hôm nay cũng giảm 2.000 đồng về mức giao động 70 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg. Trong khi các địa phương như An Giang, Vĩnh Long là những địa phương có mức giá cao, giao động mức giá 72 cho đến 74.000 đồng trên 1 kg. Cần Thơ trong ngày hôm nay cũng tiếp tục có xuống giảm mạnh, giảm 3.000 đồng về mức giao quanh 70 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg. Cà Mau giảm 3.000 đồng về mức 69 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Tiền Giang cũng tiếp tục có xuống giảm về mức 70.000 đồng trên 1 kg. Bạc Liêu giao quanh mức giá 70 cho đến 72.000 đồng. Sóc Trăng giao quanh mức giá 70 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg. Bến Tre 71.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh trong ngày hôm nay cũng có xu hướng giảm nhẹ, giao quanh mức giá 69 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Kiên Giang và Hậu Giang vẫn là địa bàn có mức giá cao, giao quanh 73 cho đến 74.000 đồng trên 1 kg đối với dòng heo siêu loại 1. Như vậy có thể thấy rằng đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay giảm rất là sâu, nhiều tỉnh giảm đến 4.000 đồng trên 1 kg. Và hiện nay, mức giá thấp nhất đang giao động 68.000 đồng trên 1 kg, thậm chí heo xấu còn có mức giá thấp hơn cả mức 68.000 đồng trong ngày hôm nay. Và cùng với xu hướng giảm giá ở thị trường miền Nam,
Trong ngày hôm nay, một số địa phương ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên cũng tiếp tục có xuống giảm, đặc biệt là Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định, Đắk Lắk, Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận, mức giảm dao động từ 1 đến 4.000 đồng trên 1 kg. Và trái ngược với xu hướng giảm giá thì trong ngày hôm nay, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An lại có xu hướng tăng nhẹ 1.000 đồng trên 1 kg. Và cụ thể giá hơi ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong sáng ngày hôm nay như sau. Thanh Hóa vẫn đang phổ biến mức giá giao quanh 65 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg là cao nhất. Nghệ An đạt 65.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh trong ngày hôm nay có xu hướng giảm 2 giá về mức 68.000 đồng trên 1 kg. Thậm chí heo xấu ở Hà Tĩnh nhiều hộ chăn nuôi chỉ báo giá 66.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình giảm 1 giá về mức 70.000 đồng. Quảng Trị và Thừa Thiên Huế vẫn đang giao quanh mức giá 70 cho đến 71.000 đồng trong buổi sáng ngày hôm nay. Quảng Nam giảm 2.000 đồng về 69.000 đồng trên 1 kg là cao nhất. Trong khi đó, tỉnh Quảng Ngãi, heo đẹp, heo trọn vẫn có thể bán ở mức giá cao hơn 72.000 đồng trên 1 kg. Bình Định trong ngày hôm nay giảm rất sâu, nhiều hộ chăn nuôi chỉ báo giá 66 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa, Lâm Đồng giao động mức giá 70 cho đến 71.000 đồng. Đắk Lắk trong ngày hôm nay giảm 4.000 đồng về mức 67 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Tỉnh Bình Thuận trong ngày hôm nay cũng giảm về mức 68.000 đồng, trong khi đó Ninh Thuận có mức giá cao hơn, giao động 69 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Hà Nội mức giá cao nhất 67.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay tăng một giá, giao động 66 cho đến 67.000 đồng. Các địa phương như Lào Cai, Yên Bái giao động mức giá 67.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu vực Đồng Hỷ của tỉnh Thái Nguyên lên mức 68.000 đồng, như vậy là tăng đến 2.000 đồng trên 1 kg so với ngày hôm qua. Trong khi hôm qua tỉnh Thái Nguyên mặt bằng chung chỉ dao động 66.000 đồng. Phú Thọ trong ngày hôm nay cũng đạt mức giá cao nhất 67.000 đồng trên 1 kg. Tuyên Quang trong ngày hôm nay có xu hướng tăng nhẹ 1.000 đồng lên mức 65 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam trong ngày hôm nay tăng một giá lên mức 67.000 đồng trên 1 kg. Heo trọn ở khu vực này vẫn bán ở mức giá 68 thậm chí 69.000 đồng. Tuy nhiên, đối với dòng heo áp siêu khu vực này, nhiều hộ chăn nuôi, đặc biệt là ở khu vực chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam, chỉ giao động mức giá 65.000 đồng trên 1 kg. Nam Định giao động mức giá 65.000 đồng và không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Bắc Giang giao động mức giá 65.000 đồng trên 1 kg và không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Một số địa phương có mức giá cao như Hưng Yên, Thái Bình đang giao động mức giá 68.000 đồng trên 1 kg. Đối với các tỉnh ở khu vực Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Hòa Bình, trong ngày hôm nay hầu như không có sự thay đổi nhiều. Các địa phương này vẫn đang giao động 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Thậm chí heo xấu còn bán ở mức giá thấp hơn, chỉ giao động 62 cho đến 63.000 đồng. Cụ thể như ở Sơn La, nhiều hộ chăn nuôi báo giá giao quanh 63 cho đến 64.000 đồng, Điện Biên 65.000 đồng trên 1 kg. Hòa Bình trong ngày hôm nay giao quanh mức giá 64 cho đến 65.000 đồng, trong khi đó Lai Châu nhiều hộ chăn nuôi chỉ báo giá 63.000 đồng trên 1 kg. Và đó là những thông tin cập nhật về giá hơi trong buổi sáng ngày hôm nay, sáng ngày thứ năm ngày 26 tháng 11 năm 2020. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.